Có chuyện gì vậy Liêu? Sao trên sàn có giấy vệ sinh nhỉ? Bình tĩnh, có gì đâu mà dối. Rồi, tôi nhặt lên nè, lần cuối đấy nhá. Chồng lên thành một chồng gọn gàng nè. Rời cất chúng đi nhé. Bình tĩnh, sắp đến rồi. Đã tới nơi, cậu có thấy không? Đùa nhau đó hả? Có thể lần này là lần cuối hả? Ai rảnh mà dọn cho cậu cả ngày chứ? Cơ mà trời này cũng hơi bị vui. Mình cảm thấy rất thư thái luôn. Buồn ngủ quá đê. Hình như cậu đang cố tình làm vậy phải không? Đủ lắm rồi, đáng lẽ tớ phải làm vậy từ trước. Đừng đánh tớ mà. Cho giấy vào đây đi. Ok, cái này thì tớ làm được. Để tớ thử nhặt mấy cuốn giấy kia vậy. Khó quá đi, mình ghét trò này ghê. Hả? Oh wow. Ow. Ông trời phạt mình hay sao vậy? Mình phải tìm cách khác thôi. Chờ chút nào. Mình sẽ giữ cái que giữa mấy ngón chân. Giờ thì cần nhặt giấy lên thôi. Dùng siêu sức mạnh của mình nào. Oh yeah, mình làm gì có chứ. Dùng đỡ chân vậy. Ha, đây rồi, cho vào nè. Dễ như ăn bánh. Mình còn chả cần rời khỏi cái bồn xí nữa. Cậu làm gì đấy? Biết sao không, nhìn cũng hay phết á. Tớ rất ấn tượng á Leo. Chà, hơi thôi. Tớ đã cố rồi. Khoan, cái này nè. Mình sẽ đặt hộp ngay đây. Rồi rót chất đông và nước vào đó. Mình sẽ làm một dung dịch đặc biệt. Cho vào nè. Cậu nói nhỏ thôi được không? Tớ đang đọc mà. Cho chân vào đây dùng đi. Hả? Cái gì đó? Không sao đâu. Tin tớ đi. Thế ghê quá à. Không, dừng lại, đợi thêm chút thôi. Tớ biết là mình sẽ ra đi như vậy mà. Do cậu cả đấy, mẹ tớ đã cảnh báo về cậu rồi. Hít thở đi, cảm nhận năng lượng thư thái nào. Thế này hả? Kỳ lạ thật. À, tiếp tục đi. Đúng rồi Liêu, đẩy. Đẩy. Khoan, cậu có đẻ đâu. Thôi kệ sừ, cậu làm tốt lắm. Tớ rất tự hào luôn đó. Liêu ơi, tớ sẵn sàng rồi, làm luôn nào. Du Liêu, đừng bỏ cuộc. Ồ, nhìn kìa, đẹp tớ đấy. Cậu chắc chứ, mọi việc ổn phải không? Thế, tớ đi được chưa? Rồi, biến khỏi đây đi. Giờ mình sẽ rót thạch cao vào cái khuôn. Như vậy là có tượng chân của Liêu rồi. Phải làm nhanh mới được, không là khô hết mắt. Mà phải cho cái này vào đã nha. Giờ ngồi chờ đi, chắc đủ lâu rồi đó. Đoạn này mới là vui nè. Tách cái khuôn ra nhé. Mình phải làm cẩn thận quanh cục tượng. Cố đừng làm hỏng ẻm nha. Khi đã xong, mình có thể xịt sơn lên đó. Đợi cho sơn khô nè. Đây là một cái đồ đựng giấy cực hay ho luôn. Thử phát xem nào. Đỉnh của chớp. Nè Liêu, xem thử đi. Wow, tớ thích tác phẩm này của cậu á. Và xem mấy cuộn giấy nè. U là trời, nhìn y chang chân của tớ luôn. Đúng rồi nè. Bất ngờ ngã ngửa luôn á. Cậu là đỉnh quá Claire ơi. Mình muốn làm cái gương sang chảnh lên tí. Có lẽ cách này được nè. Vậy là thêm chất màu mè rồi. Và đặt cành dương xỉ này ở bên kia. Ái chà, nhìn được đó. Tự dối lòng làm gì, nhìn phèn quá trời luôn. Mình sẽ đính mấy cái này lên bàn tay dính. Wow, hay thật sự. Mình có đầy đủ mọi thứ cho một kỳ nghỉ trong toilet rồi. Mình chuẩn bị đủ hết. Ý hay đó Liêu. Đúng là một lựa chọn thú vị. Cậu có kẹo, vàng và cây kem dẻo hả? Khoan, dừng cái này được đó nha. Đúng thứ mình cần rồi. Cho tớ mượn tẹo nha. Cậu định ăn đấy à? Đâu có, tớ biết cái này là đồ chơi mà. Tớ dùng để trang trí gương. Hoang mang Hồ Quỳnh Hương quá. Để tớ cho cậu thấy. Lấy mấy cái này ra nè. Khoan, tớ hiểu rồi hả? Đúng là bạn tôi, giờ mày làm nha. Đầu tiên mình cần một miếng bìa cứng bự. Thêm một lon xốp cách nhiệt nữa. Mình sẽ xịt xốp lên bìa cứng. Mình muốn tạo ra hình kim tự tháp. Và mình sẽ xịt cao lên dần. Hình giống emoji của Kit ghê. Cậu làm đến đâu rồi Liêu? Ổn lắm, tớ làm hình tam giác từ bìa cứng nè. Và dán nó xuống dưới cái gương. Giờ mình sẽ đính mấy giải bìa cứng này vào. Mình cần phải tập trung cao độ. Đỉnh, đúng là thiên tài. Xốp đã cứng rồi, giờ chúng ta sơn nhé. Dặm màu lên nè. Như vậy sẽ có họa tiết đó nha. Dùng các màu khác nhau nè. Xong rồi đây. Mình chỉ cần dính nó vào gương thôi. Wow, trông bà cháy dễ sợ.
Đúng thế đấy. Nhưng nó làm tôi đói á. Cái gương có hơi bẩn nhỉ? Lau chùi xíu nè, thế nào cũng sáng trưng. Hả? Chào bạn mình. Cậu nhìn thấy không? Ừ, có. Các cậu xứng đáng được ăn. Nhìn ngon nhỉ? Ai cũng thích kem mà, thôi nào lấy đi. Nhìn ngon rất nước mắt hả? Au! Đừng bao giờ nói về vụ này nhé, hứa đi. Chán như con rán. Ước gì có trò nào đấy hay hay. Cơ mà mài, rũa kỹ năng, cửa caro cũng được. Mình thăng 4 lần liên tục rồi. Đúng là chuyên nghiệp. Hay đó Claire. Cảm ơn tôi nha. Nhìn chưa xong đâu à? Ủa, sao cậu lại đánh vậy? Làm sao bây giờ? Ôi không, tăng hẳn rồi. Mình không muốn thua đâu. Mình có thể gian lận mà nhỉ. Khoan, Leo ơi. Mùi khiếp quá. Claire, chào, sao dợ? Cậu ở dơ quá. Ok, tớ chơi xong rồi. Được của nó. Mình không chịu thua đâu nha. Mình giỏi quá mà. Khoan, chờ chút. Hoa rồi này. Giảm xí kì. Quá trời ngon á. Thôi mình phải tìm cách ra khỏi đây. Mình chịu hết nổi rồi á. Phải có cách gì chứ nhỉ? Cảm giác sảng khoái thật. Đại ca nư ghê. Thôi rồi, nước đi này dài quá dài. Claire, có chuyện khẩn cấp rồi. Tôi cần đi tiểu, mắc lắm. Không thể nhịn nữa rồi. Không, đừng, dừng lại. Không được, nhìn chỗ khác đi. Bó tay chúng con. Mỗi lần người khác nói chuyện với tớ khi đi ấy, tớ hồi hộp lắm. Không được rồi mà, cậu muốn tớ làm gì nữa, nhanh lên dùng đi. Rồi đi, đi liều, cậu làm được mà. Trời, vẫn không được. Không tí nào luôn hả? Đừng nói nữa Claire. Biết rồi, để tớ tắt đèn đi. Xong chưa? Tớ biết cậu làm được mà. Cái gì? Mắc ói quá đi. Sao chứ? Ồ, phải rồi. Xin lỗi. Cậu phải dọn ngay đi. Tớ biết rồi. Dọn cho sạch vào đấy. Phải gọi điện cứu trợ thôi. Thôi nào, nghe đi mà. Bẩn lắm luôn á. Giờ chờ chút. Ủa, gì vậy trời ơi? Claire ơi, sợ quá à. Được rồi kìa, tuyệt. Cái gì? Có phải tớ đang mơ không vậy? Có cái tay, từ bồn cầu nè. Cảm ơn bàn tay gói lét bí ẩn. Wow, xem này bồ. Là một chiếc đèn mini. Xem những màu sắc xinh xẻo này nè. Đỉnh quá Claire ơi. Cảm ơn vì đã giúp nha, bye bye. Bye, gặp lại sau nha. Muốn dùng thử quá đi. Cắn nó vào toilet nào, rồi hạ bệ ngồi xuống. Đỉnh, chỉ còn một bước nữa thôi. Quay lên đê. Hay thực sự hả? Cứ như là quán bar riêng của tụi mình vậy. Tớ không về nhà đâu. Phải đánh răng cho sạch nè. Không ai thích miệng hôi đâu. Xem nụ cười ấy kìa. Đến là tớ. Tớ sẽ chải tóc một xíu. Đùa tớ đó hả Leo? Mình kết xài chung phòng tắm với cậu ấy. Kinh quá đi. Lược của mình. Leo, gì đây? Hả? Phải. Tóc mình xinh quá à. Alo. Tớ chả biết nó ở đâu ra luôn. Vậy hả? Kỳ ghê. Sao mà cậu ấy có thể bừa bộn như thế chứ? Nó đang tấn công tớ nè. Ew. Nhìn này trời, giận cả gai ốc. Khiếp. Hả? Cái này ở đâu ra thế? Đưa cho tớ. Tớ nghĩ ra cách rồi. Cậu định làm gì đấy? Đầu tiên mình sẽ cần thêm hai cái lõi giấy vệ sinh, cắt thành hai khúc nè. Giờ đến lúc trổ tài rồi, tớ sẽ sơn ống bằng sơn trắng. Đừng chừa lại chỗ nào nhé. Mình sẽ để sơn khô lại. Tiếp theo mình cần một bức ảnh xinh. Thừa nhận đi, kỳ lân đáng yêu nhất thế giới á. Mình đã cắt chuối kỳ lân ra.
Khi sơn đã khô thì phết cao lên ống to hơn. Rồi dán kỳ lân lên đó. Trải ẻm ra để không bị nhăn nheo nhé. Nhìn xinh đó nha. Khi đã xong thì phết thêm chút keo nữa lên để phủ ngoài đó cả nhà. Giờ tớ để nó khô lại. Tớ thoa màu trắng lên miếng bìa này rồi. Và giờ tớ sẽ phết keo lên đáy ống. Phết hết miệng ống nha. Giờ mình sẽ đính nó lên miếng bìa. Tớ trang trí cả mấy cái ống nhỏ rồi. Tớ sẽ dán cả ngọc trai lên rìa miếng bìa nữa. Xong rồi đó, đặt em bé cạnh buồn rửa nào. Quá hợp lý để đựng đồ dùng nhà tắm luôn. Hết bừa bộn rồi nhá. Mình khá là hài lòng với thành quả này. Nhìn được phết. Chứ sao nữa. Khác hẳn ban đầu. Có lẽ bị kẹt lại cũng không sao cho lắm. Mình lại có thời gian để trang trí nhà. Các bạn dành rất nhiều thời gian ở trong phòng tắm nên tại sao không tân trang nó lại cho thoải mái hơn nhỉ? Bạn thích phần nào nhất? Hãy bình luận cho tụi tớ biết nha! Đừng quên chia sẻ video này với bạn bè và nhớ đăng ký kênh để xem thêm nhiều video hay ho như thế này nhé!